Kính chào quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh. Tôi là Vũ Văn Tuyên, giáo viên bộ môn giáo dục công dân, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông thực nghiệm khoa học giáo dục. Ngày hôm nay chào mừng các quý thầy cô đã quay trở lại với tiết học thứ hai của chủ đề sống ảo. Như các thầy cô đã theo dõi thì ở tiết thứ nhất, qua hai hoạt động là nhận thức và thái độ, tôi đã giới thiệu với các thầy cô những cái hoạt động để giúp cho học sinh của mình tìm hiểu về nhận thức cũng như là nguyên nhân của việc nghiện sống ảo, cũng như đưa ra được những cái đề xuất để các em học sinh có thể thể hiện thái độ suy nghĩ của mình ở trên lớp về trào lưu sống ảo, cũng như là xây dựng được những cái nhận thức đúng đắn về mạng xã hội và việc sử dụng mạng xã hội. Còn trong buổi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ những cái nội dung mà giáo viên chúng ta có thể đưa ra nhằm định hướng các em sử dụng mạng xã hội một cách đúng đắn nhất. Nếu mà đánh giá thì tớ sẽ đánh giá tớ là 1 trên 10, tại vì tớ không hề sống ảo. Theo tớ nghĩ tớ sống ảo phải 11 trên 10. Trước khi đi vào tiết học ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu với các thầy cô bộ sách Thực hành tâm lý học đường. Đây là một bộ cẩm nang giúp học sinh nắm bắt được những cái xu hướng mà các em hay hướng theo để đáp ứng nhu cầu của lứa tuổi dậy thì. Ngoài ra thì ở trong cuốn sách này thì các em cũng được cung cấp những cái kiến thức về pháp luật, về quyền con người để từ đó biết cách bảo vệ bản thân, giúp các em trưởng thành và vững vàng hơn trong cuộc sống. Bộ sách được chia ra làm 4 tập, tương ứng với các lứa tuổi khác nhau từ lớp 6 cho đến lớp 9. Nội dung trong cuốn sách thì được chia thành những chủ đề phù hợp với từng lứa tuổi, theo sát các bạn học sinh trong quá trình trưởng thành. Trước khi bắt đầu vào tiết học này thì tôi sẽ hệ thống lại cho học sinh những cái nội dung đã học ở tiết trước bằng một vài các câu hỏi gợi nhớ hoặc một vài clip vui về đề tài sống ảo. Ví dụ như sau. Sau khi các em học sinh đã có những giây phút thoải mái và thực sự vui vẻ khi xem xong clip thì tôi sẽ tận dụng những cái sự hào hứng, những sự vui vẻ đó để triển khai những cái hoạt động tiếp theo. Mà hoạt động đầu tiên của tôi đưa ra đó chính là tìm hiểu thông tin về hiện trạng sử dụng mạng xã hội của học sinh. Mục đích khi thực hiện hoạt động này đó chính là giúp học sinh có thể tự nhận thức được hiện trạng của việc sử dụng mạng xã hội của mình. Trong hoạt động này thì tôi sẽ cho các em thực hiện một số những cái nhiệm vụ như sau. Ở phần đầu tiên này thì học sinh sẽ phải điền đầy đủ vào những cái bảng thu thập thông tin cá nhân với các mục ví dụ như là các trang mạng xã hội mà các em thường sử dụng đó là gì, những cái ứng dụng mạng xã hội đó là gì, lượng thời gian trong ngày mà các em sử dụng vào những cái trang mạng xã hội đó, thời gian để các em có thể lướt web chơi game, nội dung thông tin cá nhân mà các em thường chia sẻ lên mạng xã hội, cũng như những cái lượng thông tin cá nhân trung bình mà các em chia sẻ lên mạng xã hội sẽ là bao nhiêu, và còn rất nhiều những cái mục khác nữa. Từ đó thì giao cho các tổ, các nhóm học sinh nhiệm vụ đó là thống kê lại những cái số liệu mà đã thu thập được và đưa ra lời tự nhận xét về cái hành vi sử dụng mạng xã hội của mình. Hoạt động này thì có thời gian hoạt động khoảng 10 đến 15 phút giúp các bạn định hình được cái kiến thức từ tiết trước cũng như là chuẩn bị cho nội dung ở phần tiếp theo. Sau khi mà học sinh đã nghiên cứu và đưa ra được những cái nhận xét phù hợp về cái tình trạng, cái hiện trạng sử dụng mạng xã hội của mình rồi, thì ở hoạt động tiếp theo của chúng ta đó chính là sẽ gợi nhớ, gợi mở những cái con đường để học sinh có thể bớt phụ thuộc hơn vào mạng xã hội. Tôi xin có một số lưu ý với các thầy cô như sau. Để thực hiện được cái nhiệm vụ này thì học sinh sẽ phải vận dụng rất là nhiều những kiến thức ở nhiều lĩnh vực, nhiều môn học khác nhau. Vì thế nên các thầy cô nên hỗ trợ kiến thức cho học sinh trong quá trình là thực hiện nhiệm vụ. Ở phần thứ hai thì các thầy cô cần phải chuẩn bị một cái bảng hay một mẫu phiếu thu thập thông tin làm sao cho có thể đầy đủ nhất để có phát cho học sinh. Các thầy cô có thể tận dụng những công cụ từ PowerPoint hay là Google Form để có thể tạo ra những cái bảng biểu hoặc là mẫu phiếu thu thập thông tin có hình thức là thật là ấn tượng. Sau khi học sinh đã nghiên cứu và đưa ra được những cái nhận xét phù hợp về tình hình, tình trạng sử dụng mạng xã hội của mình thì ở hoạt động tiếp theo sẽ là gợi mở cho các em những cái con đường, những cái phương pháp để học sinh bớt phụ thuộc vào mạng xã hội. Hoạt động 2 này là hoạt động thảo luận nhóm về những cái cách sử dụng thời gian thay thế cho cái việc sử dụng mạng xã hội.
Mục đích hoạt động này là gì? Đó chính là hoạt động này nhằm gợi mở cho các em những cái cách thức để thay thế thời gian sử dụng mạng xã hội bằng những cái hoạt động bổ ích, lý thú hơn ngoài đời sống thực. Ở hoạt động thứ hai này, tôi xin có một vài gợi ý để các thầy cô có thể triển khai kết hợp với một số trò chơi hoạt động. Ví dụ như gợi ý đầu tiên của tôi đó chính là trò chơi đuổi hình bắt chữ. Luật chơi như sau: các giáo viên của chúng ta có thể chuẩn bị một bộ đáp án chẳng hạn, trong đó ghi tên một số hoạt động, ví dụ như hoạt động ngoài trời này, hoạt động các chơi các môn thể thao, những cái hoạt động tương tác trực tiếp với bạn bè, với gia đình. Mỗi nhóm sẽ cử một thành viên lên để tiến hành miêu tả những cái đáp án đó bằng hành động ở trong một khoảng thời gian nhất định nào đó, và các thành viên còn lại ở trong nhóm có nhiệm vụ là đoán xem người miêu tả thực hiện cái hoạt động gì. Nhóm nào ở trong khoảng thời gian đó trả lời được nhiều câu, nhiều đáp án hơn thì là nhóm giành chiến thắng. Đối với trò chơi đuổi hình bắt chữ thì học sinh được tiếp cận những cái kiến thức từ các thầy các cô. Còn đối với cái gợi ý tiếp theo của tôi ở đây thì học sinh sẽ được chủ động hơn trong việc trình bày những cái vốn hiểu biết của mình. Gợi ý ở đây đó chính là một trò chơi mà chắc chắn là các thầy cô đều đã quen thuộc, đó chính là trò chơi cướp cờ. Ở đây chỉ có một bổ sung thêm về phần luật chơi, đó chính là nhóm nào mà lấy được cờ thì sẽ được liệt kê những cái đáp án, trả lời cho câu hỏi bạn sẽ làm gì vào thời gian rảnh ngoài việc sử dụng mạng xã hội. Đáp án sau không được trùng với đáp án trước của nhóm trước, và nhóm nào kể được nhiều hoạt động hơn thì sẽ là nhóm chiến thắng và giành được phần thưởng. Ngoài hai gợi ý ở trên ra thì các thầy các cô có thể kết hợp ra với rất nhiều trò chơi khác và những cái hoạt động khác để tăng tính hấp dẫn cho nội dung. Chỉ có một số lưu ý nhỏ cho các thầy cô ở trong phần này, đó chính là phải chuẩn bị trước không gian lớp làm sao cho thuận tiện nhất với trò chơi mà các thầy cô sử dụng. Ngoài ra thì các thầy cô nên chuẩn bị những cái đạo cụ, những cái vật dụng để phục vụ trò chơi một cách bắt mắt để tăng tính hấp dẫn và thu hút được sự chú ý tham gia của các học sinh. Hoạt động tiếp theo mà tôi đề cập ở đây đó chính là hoạt động truyền đạt và chia sẻ thông tin, giúp cho các em học sinh thoát khỏi được cái trạng thái là nghiện mạng xã hội. Về phần nội dung thì chúng ta có thể sử dụng được tài liệu sách thực hành tâm lý học đường ở phần 3, mục chủ đề sống ảo trong sách thực hành tâm lý học đường lớp 8 mà các bạn có thể quan sát ở trên hình đây. 10 bí quyết giúp thoát cơn nghiện sống ảo, giúp các em có thêm kiến thức, đồng thời hỗ trợ cho các em trong quá trình thực hành. Sau khi các em học sinh đã được thảo luận và tự đưa ra ý kiến về cách thức sử dụng mạng xã hội thích hợp, đồng thời cũng đã được tham khảo 10 bí quyết làm sao để giúp thoát khỏi cơn nghiện sống ảo trong sách thực hành tâm lý học đường, thì đến với hoạt động 4 này, các thầy cô có thể định hướng cho các em suy nghĩ sâu sắc hơn về sự khác biệt giữa cuộc sống ngoài đời thực cũng như cuộc sống ở trong mạng xã hội. Ở phần này thì các thầy cô có thể tham khảo một số hoạt động trong sách ở phần thực hành để có thể tổ chức hoạt động cho các em. Thầy cô có thể dựa trên những gợi ý của sách tâm lý học đường, chia nhóm lớp học ra thành khoảng 5 học sinh một nhóm. Các nhóm thảo luận về những khó khăn khi thực hiện cái 10 bí quyết thoát cơn nghiện sống ảo như thế nào. Sau đó thì từng nhóm sẽ lên trình bày với các nhóm còn lại. Và các nhóm còn lại có nhiệm vụ là góp ý. Giáo viên đóng vai trò ở đây là người hướng dẫn, hỗ trợ cho các em trong quá trình thực hành. Tôi đã thực hiện một cuộc trò chuyện với chính những học sinh của mình về những khó khăn khi từ bỏ thói quen sống ảo. Mời các thầy các cô cùng theo dõi clip. Nếu mà các bạn biết thì ứng dụng TikTok đang được rất là thịnh hành trên toàn thế giới này với 2 triệu lượt tải về. Lớp mình cũng có rất nhiều hot TikToker, trong đó mình nhấn mạnh đến bạn Duy Kiên ở trên TikTok thì bạn ấy rất là trắng, da bạn mịn, nói chung là trông như tài tử Hàn Quốc à. Ừ, ở ngoài thì mày bíp 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 vào đoạn này đi, bíp đấy xong. Đấy, đấy là tai nạn đấy gặp ở trong mạng xã hội. Nói chung là tớ đăng ảnh thì khá là ảo, nên là khi mọi người ra ngoài đời, mọi người kiểu nhìn tớ không không nhận ra tớ, sao nghĩ tớ là người lạ.
Thật sự thì từ năm lớp 10 đến giờ thì mình phải thu điện thoại đến gần 1 năm rồi, và hoàn toàn trong thời gian thu điện thoại không có một máy nào để thay thế cả. Thế nên là việc cách ly ra khỏi mạng xã hội là một điều mọi người có thể làm được và giới trẻ có thể làm được, không không có gọi là kiểu bị bó buộc quá, hiểu không? Mình nghĩ là cũng khá khó bởi vì bây giờ là thời đại 4.0 rồi nên là cái việc sử dụng mạng xã hội nó khá là cần thiết. Mạng xã hội nói riêng và công nghệ thông tin nói chung thì nó khá là cần thiết trong thế giới hiện nay. Một số lưu ý cho các thầy cô ở trong việc thực hiện hoạt động này, đó chính là giáo viên cần phải sắp xếp trước về cái không gian lớp học nếu cần thiết để cho tất cả các bạn học sinh có thể tạo nhóm một cách dễ dàng để hoạt động nhóm với nhau. Giáo viên ngoài ra thì giáo viên cần phải đi quanh lớp và quan sát lắng nghe từng ý kiến của các em để có thể đưa ra được những cái định hướng cũng như là hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, giáo viên nên khuyến khích cái sự phát biểu của các bạn học sinh bằng cách đó chính là cộng điểm cho từng những cái lời góp ý hay là trả lời đúng. Như vậy trong tiết học thứ hai này thì tôi đã chia sẻ những cái kinh nghiệm tổ chức hoạt động của mình trong việc xây dựng những cái hành vi ứng xử thông qua các hoạt động ví dụ như là thảo luận nhóm hay là các trò chơi ví dụ như là cướp cờ, đuổi hình bắt chữ hay đóng kịch phân vai. Kính thưa các thầy cô, thì bằng tất cả những cái hoạt động ở hai tiết vừa qua, tôi hy vọng có thể mang tới cho các thầy các cô một số những cái phương pháp để có thể giúp các bạn học sinh của mình hiểu biết thêm về mạng xã hội cũng như là tự hình thành được hành vi sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, hiệu quả và hợp lý. Những cái phương pháp và kỹ thuật mà tôi đã trình bày ở trong video này thì đều mang tính chất gợi ý cho các thầy các cô, và tôi rất mong những cái kinh nghiệm ít ỏi của mình sẽ giúp các thầy các cô có được những cái giờ học hiệu quả hơn. Ngoài ra thì các thầy các cô có thể là có ý tưởng hay hay là đóng góp ý kiến về nội dung thực hiện chủ đề sống ảo này thì rất mong các thầy các cô có thể góp ý thêm cho tôi. Cảm ơn các thầy các cô và xin chào tạm biệt.